quá rồi. Ôi 453. 453 để mình tăng được từ tương rồi. Không biết có ăn được không. Xong rất nhanh gọn. Open. À, tiếp tục mở xem được mấy sao đây. Ui, 4 sao. 4 sao. Ui. Tiếp tục mở tiếp. Open. Này mở cho vui thôi chứ con thua toàn đội 1 sao, 1 sao 2 sao. Vision 2 sao. Ok, mình còn một viên tinh thạch nữa, một viên tinh thạch nữa. Phải mở để nâng cấp. Ok. Coi ra update 4 sao vôn đã lên 786 điểm. Chưa update là 786 điểm luôn. Một nghìn điểm. Ok. Hết tinh thần. Bây giờ 11 rồi. Thank you.
mở khóa action 234. Ôi, mở đến 6 luôn. À đâu, 34 là mình chưa mở được. 2 thôi. Rồi mình làm nốt, mình mới có 87%. Mình làm nốt cái này. Mình giúp kia. Rồi. Đi vào 12 mình sẽ được thêm một chiến binh nữa. Thêm đi vào 11 rồi. Chuẩn đấy. Ma đầu. Chưa kịp ra cái tin nó chết rồi. Một điểm số quá lớn nên là nó chỉ ăn đấm nữa đủ chết rồi chứ còn ra chị kim. Đánh với một cô làng. Cái này đánh với một cô làng. Cây cổ cổ. Rất hoàn tráng. Vẫn là anh xếp. Vẫn là anh xếp đi tiêu kiếm. Thật đấy, điểm số thấp hay mình điểm số cao mình đã ăn đấy chứ không mà nếu cái đống thủ tinh vừa đó nó sang khả năng nếu bằng chỉ số là mình thua ấy thì nó ra cóp bát ạ.
nhận được. Dễ dàng luôn. Thật. Cũng là 4 sao khác. Chuyên đại ca nào 3 sao. Chuyên đại ca ấy 3 sao ấy. Được 2 viên tung thật. Nói cho nó vui nè. Xem nào. Còn một viên nữa. Ok. Chúng ta được. Rất nhiều anh hùng nữa. Rất nhiều. Okay.